Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát lớn lao với những nạn nhân, người nhà nạn nhân trong vụ hỏa hoạn diễn ra vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đến thăm, gặp gỡ các nạn nhân và thân nhân những người thiệt mạng do vụ cháy gây ra, ông Vũ Hải Quang chân thành chia sẻ trước những đau thương mất mát của các gia đình, đồng thời động viên và mong muốn mọi người sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn mất mát, dần ổn định cuộc sống. Sự cố cháy cái chung cư mini ở Khương Hạ, Khương Đình ấy, đây là một cái mà gây ra một cái sự rất là bàng hoàng và đau xót đối với tất cả đồng bào nhân dân trong cả nước cũng như là kiều bào ta nước ngoài. Thì với cái vai trò là một cái cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam trước hết là trích ra 30 triệu từ cái quỹ công đoàn để gửi cho Bệnh viện Bạch Mai và cùng với Bệnh viện Bạch Mai để góp phần để tích cực để điều trị cho các cái bệnh nhân không may gặp nạn mà đang điều trị tại Bạch Mai. Cho đến thời điểm này thì báo VTC News đã huy động được khoảng gần 1 tỷ 2. Chúng tôi đang dự kiến sẽ trao đến tận tay từng cái nạn nhân gặp nạn. Những cái bệnh nhân nặng thì là khoảng 20 triệu, bệnh nhân nhẹ hơn là 10 triệu. Và có thể có trường hợp đặc biệt thì có thể là còn hơn nữa. Trong quá trình nằm viện thì cũng đã nhận được rất nhiều sự lòng hảo tâm của các đơn vị như thành phố, quận ủy Thanh Xuân, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và rất nhiều ban hội liên hiệp phụ nữ đã đến thăm hỏi và ủng hộ nhiệt tích cực trong hỗ trợ cho gia đình trong thời gian qua rất nhiều ạ. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang khẳng định, với truyền thống tương thân tương ái, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành cùng các nạn nhân gặp thiên tai, tai nạn nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn trong cả nước nói chung.